chương một nghe chọn bộ tại mê truyện audio com bắc kinh 6 giờ sáng sao reng reng sao mắt nhắm tịt nó với cái điện thoại trên bàn a à, lô giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên cháu có phải là người đang tìm việc không nghe đến từ việc nó ngồi dậy mắt mở thao láo chỉnh lại giọng nói dạ phải ạ à, cô tên là cung thanh hồng Nghe bạn cô nói cháu là người làm việc chu đáo nên cô muốn thuê cháu. Con trai cô là người nổi tiếng nó đi suốt nên cô muốn tìm giúp việc cho nó để tiện cho việc ăn uống. Mà năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu 18 ạ. À. Vậy bằng tuổi con trai cô. Nhưng liệu ở đấy có sao không? Còn việc học của cháu nữa. Dạ không sao ạ, à. cháu sẽ sắp xếp thời gian để tiện cho việc học ạ, à. ừ. Vậy cháu chuẩn bị đồ đi cô sẽ nhắn số nhà và mã cửa để cháu vào nhà. Cuộc nói chuyện kết thúc nó chuẩn bị đồ đạc để đến nhà chủ. Sau một lúc dọn dẹp nó khuân ra hai vali, một cái toàn quần áo, cái còn lại thì toàn sách vở. Nó trao trả lại phòng thuê cho chủ vì nó thuê theo tháng nên hôm nay cũng là ngày cuối bắt taxi đến nơi làm việc. Sau 20 phút ngồi trên xe cũng đến nơi một ngôi nhà hai tầng mở cửa vào nhà một câu đầu tiên nó thá năn ở kiểu gì như chuột thế này. Hiện tại đó là nhà ổ chuột. Bim bim, bánh kẹo ăn dở vứt tùm lum. Bếp thì bát chất đóng toàm là vỏ mì tôm. Lên trên tầng hai thì chăn gối mỗi chỗ một cái, quần áo thì tứ phía. Nó cảm thấy không thể chịu cảnh này nữa bèn sắn tay áo lên bắt đầu cuộc càn quét rác đầu tiên là mở hết cửa sổ ra sau đó là tống quần áo vào máy giặt cả chăn ga nữa thu dọn rác lau nhà rửa bát hai tiếng sau nó cũng làm xong căn nhà sạch sẽ thơm tho giờ nhìn lại thì căn nhà có hai tầng tầng một là phòng khách nhà bếp và một căn phòng có rất nhiều nhạc cụ như trống violon sáo guitar piano lên đến tầng 2 thì có 4 phòng đều là phòng ngủ cả nó không biết phòng nào dành cho mình nên để đồ vào căn phòng cuối nhỏ nhất. Đang mân man thì nó nghe thấy ở dưới nhà có tiếng lạch cạch. Nhẹ nhàng đi xuống phòng vào trong bếp thấy một người đen từ trên xuống dưới, nó đổ mồ hôi hột rồi tay vớ cái chổi bên cạnh gión rén ra bên cạnh tờ rộm. Đi từ đằng sau nó lấy chổi đập lia lịa vào người đấy vừa nói trộm này trộm này gặp ai chứ gặp ta thì chết rồi cái người bị đánh kia vừa giơ tay ra đỡ vừa nói a a à, a à, tôi tôi là chủ nhà nghe vậy nó liền bỏ trổi xuống đi loanh quanh ngắm nghía từ trên xuống dưới anh chàng kia vừa xoa xoa chỗ đánh vừa nói cô là ai hả sao vào được nhà tôi xin tự giới thiệu tôi là nguyễn ngọc băng nhi sẽ là giúp vạch mới cho cậu tôi 18 tuổi nửa tin nửa nờ chàng trai liền lấy điện thoại gọi cho mẹ cậu thì mẹ cậu cũng xác nhận thật. Nó bưng cơm ra cho cậu ăn vừa ăn cậu vừa hỏi nói. Cô biết tôi là ai không? Không gạch dưới nó trả lời một cách thản nhiên. Làm cái người đang ăn kia sạc cơm lên tận mũi. Anh chỉnh lại giọng nói. Tôi là Vương Tuấn Khải trưởng nhóm nhạc TFBOYS năm nay cũng 18 tuổi anh xem thái độ nó khi gặp người nổi tiếng như nào thì nó tỉnh bơ chả có gì quan trọng cả trong lúc đợi anh ăn nó lên phòng sắp đồ đạc rồi tắm rửa anh cảm thấy phẫn nộ khi người vừa đẹp trai lại nổi tiếng như anh mà nó không chút cảm giác nào anh nhìn đến khi nó khuất bóng thì lao vào mâm cơm ăn sống ăn chết phải rồi năm ngày nay toàn ăn mì tôm với sandwich có bữa nào ra trò đâu Lúc sau nó tăm xong đi xuống vừa lúc anh ăn cũng xong nó trố mắt nhìn vào bàn thức ăn sạch bay. Trời ơi idol không giữ dáng sao mà ăn nhiều dữ. Thấy nó đứng đơ đơ khải lay lay nó. Này, cô sao vậy? À, à, không sao tại cậu ăn nhiều quá. Anh đo đỏ mặt, dọn dẹp xong anh đưa điện thoại cho nó và bảo nó lưu số điện thoại vào. Lưu xong nó ném bịch cái xuống ghế, anh cau mày nói. Gu, người giúp việc như cô tôi đuổi việc sớm anh xem anh đi idol gì mà bừa bộn ăn nói thì thô lỗ mà tôi lại là con gái nữa nhá ôi anh nói câu nào nó bật câu đấy bỏ lên phòng nó đóng dầm cửa lại học bài còn anh thì cứ nghĩ về nó sao lại có kiểu con gái lạ lùng lạnh lùng thế nhỉ nghĩ một hồi rồi anh cũng đi học rồi ngủ vì chưa quen với chỗ ngủ mới nên nó 5 giờ nó đã dậy chạy bộ ra chỗ chợ gần nhà mua thức ăn cho một ngày. Năm rưỡi nó về nhà lên VSCN rồi xuống nấu ăn sáng cho Khải xong thì đi học. Từ nhà Khải đến trường mất 15 phút đi xe buýt. Lên xe nó ngắm cảnh thành phố lúc bình minh, chiếc xe dừng lại tại một ngôi trường, nó đi xuống và choáng ngợp trước cảnh tráng lệ của ngôi trường nó đứng mãi đến khi có một cô gái vẫy tay gọi nó băng nhi mình ở đây nè a à, hạ vi gạch dưới nó đi đến chỗ hạ vi bước được hai bước thì có một chiếc exciter đi đánh võng làm nó tránh và không may bị ngã hạ vi vội qua đỡ nó dậy khuôn mặt có chút lo lắng hỏi nó băng nhi cậu có sao không mình bị xây sát một chút thôi mà anh ta cũng là học sinh của trường này hả sao ngông nghênh quá vậy à cậu ta là Châu Giai Phong con trai của tập đoàn KNT. Tính tình ngông cuồng, hay bắt nạt người khác lắm. Sao mà tính tình nghèo nàn quá vậy để mình ra cho anh ta một bài học mới được? Xin chào, chắc các bạn biết mình là tác giả của Trong tâm trí tôi vẫn có em. Thật ra thì tác phẩm ấy có vài cái mình thấy ngược nên mình dừng chuyên một thời gian. Thay vào đó mình sẽ viết chuyện này mong các bạn thông cảm. Đọc chuyện này rồi các bạn cho mình ý kiến nha, mũ mũ. Chương 2, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Không để Hạ Vi nói xong một câu nào nó liền đi đến chỗ anh ta gọi. Này cậu kia, Châu Gia Phong quay đi quay lại thấy chỗ đấy có mỗi mình mình liền lấy ngón trỏ chỉ vô mình, nó gật đầu. Anh chàng lại hỏi, sao cô em có việc gì cần tìm anh à? Cái gì cô em á, tôi bằng tuổi cậu đấy nhá với lại lần sau đi xe thì đi hẳn hoi vào. Cái xe thì đẹp mà lên tay lái như cậu thì nó hứng không biết bao nhiêu lời chê bai đâu. Thì sao? Tôi cứ vậy đấy cô làm gì được tôi nào? Khi một con người ương ngạnh không thể dùng được lời nói thì phải dùng đến vũ lực thôi. Lại gần ra phong nó thụi cho cậu một cái vào bụng, cốc đầu và cuối cùng là dùng đôi giày đế cứng dẫm vô chân cậu. Chị đây vẫn còn nương tay đấy đau không nói nên lời Phong đứng đấy ôm bụng với một ý nghĩ thù này sẽ trả. Còn nó thì kéo Hạ Vi lên gặp hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng nhìn học bạ của nó và xếp nó học lớp 12A một lớp chỉ dành cho những ai học cực giỏi và cô chuyên cậu ấm. Vừa đi lên lớp Hạ Vi chắp hai tay vào mơ mộng nói. Lớp chúng ta có cả soái ca Vương Tuấn Khải đấy. Và cậu còn phải học với Châu Gia Phong nữa. Nghe Hạ Vi nói vậy mặt nó cổ ta rất bình thường nhưng tròn lòng thì đang dậy sóng, cái quái gì thế này sao lại phải học với hai tên rời ơi đất hỡi này chứ? Về đến lớp thì thấy cô Tuyết cô chủ nhiệm của lớp đang đứng ở cửa. Thấy nó cô biết là học sinh mới bèn dẫn nó vào thông báo với cả lớp. Các em đây là Nguyễn Ngọc Băng Nhi bạn là học sinh mới chuyển từ Việt Nam. Cả lớp ai cũng ổ lên vì nó rất dễ thương. Nó nở nụ cười, giọng nói có chút hồi hộp. "Xin chào mình là Nguyễn Ngọc Băng Nhi, rất vui khi được học với các bạn." Chào hỏi xong, cô xếp chỗ cho nó bàn thứ 5 tổ 1. Nó ngồi trên châu gia phong, ở tổ 2 cũng bàn 5 là Khải ca. Vào tiết đầu tiên là của cô giáo chủ nhiệm khá là thoải mái và kết thúc cũng nhanh chóng. Hết tiết thì Hạ Vi đưa nó đi tham quan trường cái tin lớp 12A1 có học sinh mới đã được lan nhanh chóng nhờ mấy bà tám của lớp. Nó đi đến đâu ai cũng trầm trò khen nó. Có một người lớp kế bên sang lớp nó đi đến một chỗ đang tụ tập nói. Kỳ hân à, ai cũng bảo nó sẽ cướp ngôi của cậu kỳ à. À kỳ hân nghe vậy tức giận mắt lộn ngược lên. À ta nắm chặt tay mà gằn từng chữ. Để xem tao sẽ làm gì với con này nó đi vòng quanh trường rồi về lớp học bốn tiết còn lại hết giờ cái bụng nó cũng đã đánh trống nó và hạ vi kéo nhau xuống căng tin ăn lấy phần thức ăn của mình xong nó lại cái bàn số sáu ngay gần cửa sổ ngồi cái mông của nó vừa yên vị thì tất cả con mắt ở trong phòng ăn đều chĩa vào nó ngay cả hạ vi khi thấy nó ngồi thì run run nói băng nhi à chỗ này không ngồi được đâu bọn mình ra chỗ khác ngồi đi. Chỗ nào mà chả là chỗ. Hôm nay cậu xem phong thủy nữa à. Ngồi xuống ăn đi tiêu hóa được hết gạch dưới nó nhai nhồm nhòm trả lời hạ vi. Lúc sau có một đám con trai đi đến dẫn đâu là châu gia phong cậu ta hai tay sỏ túi quần ra chỗ nó cười nói. Học sinh mới chuyển đến đã muốn châu gia phong này tiếp đã rồi sao? Đáng khâm phục đấy nhỉ nghe gia phong nói vậy nó liếc nhìn cậu ta tay lấy thìa chọc chọc vào chỗ sốt cà chua nói chỗ này là chỗ của cậu hà à cậu mới về chưa biết chỉ là ai ngồi vào bàn này sẽ được như này thôi cậu ta cầm khay cơm của nó từ từ đổ xuống bàn ăn hạ vi và cả căng tin ai cũng bịt miệng vẻ ngạc nhiên đổ hết cả một khay cơm rồi cậu ta thả cái khay cơm về với đất mẹ Gia Phong lau tay vào áo của một thằng đệ đằng sau cười nhếch nói. Đây là việc tiếp đãi của tôi cho những ai ngồi vào cái bàn này đây. Nó đứng dậy cúi xuống nhặt cái khay cơm lên. Ánh mắt rất bình thường không có tí gì là sợ sệt nhìn Gia Phong. Nó cầm chỗ mà cậu ta vừa đổ xuống bàn chát lên áo cậu ta. Gia Phong chừng mắt nhìn nó. Cái con này mày thích chết hả? Tôi nói cho cậu biết thế giới hiện nay ó hơn 8 tỷ người gần một nửa trong số đấy không có cái mà ăn. Cậu đằng này cơm bưng nước rót còn đổ cơm đi. Đúng là có sẵn quen rồi. Mà cậu là con trai lại làm mấy việc này trước mặt con gái không thấy xấu hổ hả? Ây ra tôi xấu hổ thay cậu. Nói một chàng rồi nó lườm ngoác ra phong một cái phủi áo bỏ đi. Cậu ta thì tức không eo ép em gì được cả cái căng tin thì bịt miệng cười chứ mà cười thành tiếng cậu ta biết thì chỉ có bị cô lập. Cách cái bàn vừa xảy ra chiến tranh không xa ba chàng TFBOYS cũng đã chứng kiến. Nhị Nguyên giơ nón tay cái lên. Chị ấy lợi hại thật. Công nhận, ai cũng sợ Châu Gia Phong mà có mình tỷ ấy dám đối đầu, lại là con gái nữa chứ. Mà có phải tỷ ấy là học sinh mới học cùng lớp anh không đại ca? gạch dưới tỉ vừa ăn vừa nói ừ gạch dưới khải mặt lạnh trả lời cho qua trông khi cả bàn ăn đang bàn tán về nó thì nó cùng hạ vi đi rửa tay vi vi cứ mở to mắt ra à nhìn nó lúc rửa tay xong đi ra ngoài thì nó bị một đám con gái chặn cửa chương 3, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nó cố tránh đi chỗ khác nhưng đám con gái ấy cũng chặn nó hạ vi tính nhút nhát nên đứng nắp sau lưng nó nó nhẹ nhàng nói với đám người kia mấy bạn cho mình đi nhờ muốn đi thì phải xem thái độ của mày thế nào đã gạch dưới hồ kỳ hân bước từ trong đám con gái ấy bước ra nghe giọng điệu của cô ta lại thấy cô ta cùng lớp nên nó biết chắc rằng đây là một cô tiểu thư kiêu chảnh đỏng đảnh rồi nó khoanh tay trước ngực nói mình làm gì sai sao còn phải hỏi hả tốt nhất là mày tránh xa khải của tao ra không là tao gạch dưới à ta là điệu cứa cổ lườm nó rồi bỏ đi. Nó thì cười nhếch mép khinh bỉ rồi kéo Hạ Vi lên lớp. Thời gian học cũng trôi qua nó đi bộ trên đường về ghé qua siêu thị mua thức ăn làm bữa cho Khải. Về đến nhà nó vừa mở cửa thì nhận được tin nhắn của Khải. Cô nấu ba suất cơm đến công ty cho tôi. Địa chỉ đây. Gạch dưới đọc tin nhắn của anh xong nó vứt điện thoại qua một bên vào bếp nấu ăn. Nó cho vào ba cái hộp đựng đồ ăn và bắt taxi đến công ty anh. 25 phút xe dừng lại ở một công ty cao chọc trời. Nó đứng choáng ngợp một lúc rồi vào hỏi phòng tập của Khải để mang đồ ăn vào. Đến phòng tập nó gõ cửa thì một giọng nói uể oải nói vọng ra vào đi nó mở cửa vào nhìn thấy trong phòn ba anh chàng mồ hôi mồ kê nhễ nhại tay trống xuống sàn. Nguyên với tỷ nhìn thấy nó thì tròn xe mắt không hẹn mà nói. Đây là tỷ tỷ mới về mà. Phải cô ta làm cho nhà anh. Ở nhà anh luôn cái gì? Gạch dưới mắt chữ A mồm chữ O hai cậu nhìn khải rồi đến nó. Nó thì chả nói gì chỉ lấy đồ ăn ra cho các cậu ăn. Ba bảo bối nhìn thấy cơm như nhìn thấy vàng gấp lấy gấp để cho vào miệng. 20 phút sau đồ ăn nó mang đến hết sạch. Nó thu dọn rồi đi về Nguyên Nhi tạm biệt nó. Pipi tỷ tỷ lần sau tỷ lại làm nhiều hơn nữa nha. Tỷ nấu ngon quá trời luôn ý gạch dưới thiên dơ ngón cái lên. Nó cười rồi chào các cậu ra về. Về đến nhà nó lao vào học đến khoảng 10 giờ nó xuống lấy nước thì cũng vừa lúc khải về nó vừa rót nước trong bếp vừa hỏi anh uống cà phê không pha cho cô có bị sao không vậy uống cà phê giờ ngủ làm sao với lại tôi không thích uống cà phê lấy tôi cốc sữa gạch dưới anh hàn học nói nó lấy sữa trong tủ hâm nóng rồi cho ít ca cao vào mang ra đặt lên bàn cho khải rồi về phòng anh uống xong cốc sữa thì tắm rửa rồi đi ngủ luôn như mọi ngày nó dậy thật sớm chạy bộ kiêm đi chợ luôn sáng sớm đi chợ nó sẽ chọn được những thực phẩm tươi ngon để nấu mua xong về làm bữa sáng cho khải rồi nó đến trường vừa bước đến cổng trường hạ vi nhìn thấy nó cô đã lo lắng chạy lại nhi à cậu không ở nhà trọ nữa hả à mình quên không nói với cậu mình làm giúp việc cho nhà vương tuấn khải nên mình đến ở đấy luôn cái gì gạch dưới vi vi ngạc nhiên hét toáng lên làm cho một vài học sinh chú ý nó vội lấy tay bịt miệng vi lại. Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế hả? Mà chuyện này phải giữ bí mật đấy không thì tớ cắt tiết cậu luôn gạch dưới nghe nó đe dọa ba vạch hắc huyết chạy dài trên mặt vi. Cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Sáng nay nó và cô đi lên lớp bằng lối phía sau trường và có một sự việc đập vào mắt làm nó cảm thấy khó chịu. Châu Gia Phong cùng một số người đi theo cậu ta đang dồn một cậu bạn khá là nhỏ nhắn để bắt nạt cậu ta lấy hết sèng trong túi cậu bạn kia đưa cho mất thằng đệ rồi lại còn đấm cậu bạn đấy nữa. Nó khoanh tay đi lại chỗ Gia Phong. Ây da, sao lại có người ỉ lớn hiếp bé ở trong trường thế này? Nếu cậu muốn bảo vệ cậu ta thì vào thay thế đi gạch dưới Gia Phong ngoác đầu về phía cậu bạn rồi nhìn cười đều nó. Được thôi gạch dưới nó chấp nhận lời đề nghị của Gia Phong. Cậu bạn bị bắt nạt được được đi. Gia Phong ra hiệu cho một cậu bạn đến xử nó nhưng chưa sờ đến má cậu ta đã bị bẻ tay từ trước ra sau rồi. Lần lượt từ thằng to con đến thằng nhỏ con lao vào xử nó thì. Hai phút sau 12 thằng con trai đã nằm lăn lê trên nền cỏ xanh. Nó phủi tay rồi nói. Đánh chán quá, muốn đánh nhau với tôi thì đi học võ lấy đai đen rồi rèn thêm mấy năm nữa đi. Chứ thích tôi tặng vé vào viện ngắm lan can thế này thì tốn tiền lắm gạch dưới nói xong nó cầm cặp lên cùng Hạ Vi lên lớp. Gia Phong đứng đấy đá cho mỗi thằng một cái rồi chửi cho té tát. Nó mang bộ mặt hả hê vào lớp rồi tự cười làm cả lớp nhìn nó như con dở vậy. Tua thời gian, một ngày học tập cũng hết lúc đang chuẩn bị về thì có một đám con gái đến nắm tay tê cười. Một trong số đấy ra nói. Băng Nhi à, Nhà trường sắp tổ chức cuộc thi học sinh thanh lịch, cậu dự thi được không? Mình mới chuyển về sau thi được gạch dưới nó xua xua tay được mà mặc dù mình ở lớp bên nhưng rất muốn cậu đi thi. Gạch dưới cô bạn lớp bên năn nỉ nó. Đám Hồ Kỳ Hân thấy ngứa mắt đi ra nói, cô ta không xứng chỉ có tôi thôi. Cậu xem lại mình đi. Năm nay mỗi lớp hai người mấy cô bạn cả lớp tôi lẫn lớp cô đều theo cô rồi lại nhường cô rồi cuộc thi trở nên nhàm chán vì cô toàn được giải gạch dưới cô ban lớp bên vênh mặt đối đầu với kỳ hân. Cô ta tức không làm gì được vùng vằng bỏ đi. Còn băng nhi mặt cứ đơ đơ chả hiểu cái gì. Nó bảo cô bạn ấy cho số rồi suy nghĩ thêm khi có quyết định sẽ gọi. Cô bạn lớp bên tên là bảo thi một cô gái cá tính và không có cái tính nịnh hót. Thi vui vẻ làm theo lời nói nói xong xuôi mọi người ra về nó thì ở lại quét cái lớp. Một lúc sau nó cũng về thì bị một đám con gái chặn đường. Chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio com Khi nó ra về thì bị một đám nữ sinh chặn đường rồi dàn thành hai hàng cho một cô gái đi đến. Không ai khác chính là Hồ Kỳ Hân. Cô ta khoanh tay trước ngực bước đến nở một nụ cười nham hiểm theo phản ứng nó tiến lại định đi nhưng bị bọn kia ẩy ra sau nó hỏi các cậu có việc gì sao lại chặn đường tôi cô tốt nhất đừng có đi thi nếu không tôi cho cô bé mặt đấy gạch dưới à ta đi quanh người nó rồi sờ tóc sờ tai nó rồi cô ta tát nó một cái như lời cảnh cáo vậy nó sờ vào má nhìn cô ta nhưng không bật lại vì nó mà đánh thì cô ta chỉ có nhập viện khuôn mặt nó giờ toát ra khí lưu manh ha ha vốn dĩ tôi đâu có định thi đâu nhưng thấy cô mạnh miệng vậy nên tôi sẽ đi thi để xem ai bẽ mặt gạch dưới nó đờ đã... à ta sang một bên rồi đi cô ta đứng đằng sau siết chặt tay mắt lộn toàn lòng trắng nhìn nó về đến nhà nó nghĩ mà tức cái tát của hồ kỳ hân liền lấy điện thoại ra gọi cho bảo thi đồng ý lời mời dự thi của cô bạn cô bạn vui mừng phổ biến luật chơi để nó chuẩn bị cuộc thi gồm bốn phần phần một là thi trang phục cậu sẽ chọn một trang phục mà cậu ưa thích để dự thi phần hai là tài năng cậu phải chọn một tài năng mà cậu cảm thấy tốt để biểu diễn phần ba là ứng xử giám khảo sẽ đưa cho cậu một câu hỏi và cậu sẽ trả lời một cách trôi chảy phần bốn là phần thi đặc biệt hai người được chọn vào chung kết cậu sẽ làm một thử thách mà giám khảo đề ra nhưng lúc ấy họ mới thông báo là thử thách gì cậu chuẩn bị đi nha nghe điện thoại xong nó loạn hết đầu tự đánh vô đầu mình thở dài một hơi mình đang chứng tỏ mình là một con ngu người tự dưng lại nhận thi chứ gạch dưới mặt nó đờ đẫn đi xuống nấu cơm cho khải về ăn tại phòng tập ba anh tập thì khải được chị yuna gọi ra để bàn một số việc trong phòng còn có mỗi nguyên và tỷ nguyên nhi xoa bụng kêu đói tỷ cũng than đói nhưng hai cậu lại muốn ăn cơm do nhi nấu xét thấy trong phòng cái điện thoại Oppo R9 của đại ca đang ở trong phòng hai cậu nhìn nhau cười danh mãnh, 5 phút sau. Khải sau khi nói chuyện với chị Yuna thì vào phòng tập mọi thứ vẫn như cũ mọi người ơi tập tiếp. Tập được một lúc thì nó đi vào tay cầm ba hộp đồ ăn. Khải nhìn thấy nó ngạc nhiên hỏi. Tôi có gọi cậu đâu? Là cậu tỷ và Nguyên gọi gạch dưới nghe nó trả lời anh liền dùng ánh mắt tóe lửa nhìn hai cậu em hai cậu bơ đi chỉ nhìn vào đống thức ăn đang mời gọi. Anh ta lúc rồi cũng cho qua đúng lúc anh cũng đang đói. Nó ngồi dựa vào tường cắm mặt vô điện thoại. Nhị đang ăn thì ngẩng mặt lên hỏi nó. À băng nhi tỷ tỷ có đi thi học sinh thanh lịch không? Có tôi và Hồ Kỳ Hân sẽ đi thanh đang ăn nghe nó nói thì sặc cơm nó lạnh lùng liếc anh một cái. Hết cơn sặc tự nhiên anh cười ha hả cô mà đi thi thì loại từ vòng rửa xe à? ha ha no không nói gì khuôn mặt vẫn lạnh lùng vậy cất điện thoại vào trong túi rồi ra cầm hết thức ăn cất vào trong hộp nguyên vừa nhai vừa lấy tay với với túi đồ ăn ơ ờ, bọn đệ đã ăn xong đâu sao thì cất đi là phần thưởng dành cho đại ca của các cậu cái tội bôi bác tôi gạch dưới nói xong nó đứng dậy đi về để nguyên và tỷ khóc không ra nước mắt đưa tay xa vời đĩa thức ăn hình bóng nó xa dần hai cậu quay sang nhìn vương tuấn khải anh cảm thấy mình không được an toàn bèn cười trừ rồi từ từ chuồn nhưng nào đâu có dễ dãi vậy tại căn phòng ấy một trận động đất đã xảy ra một lúc sau khải ca đã tả tơi dưới tay của hai con người đang đói sôi bụng mà không được ăn còn về phần nó khi về đến nhà thì chuẩn bị cho phần thi của mình nó phân vân không biết chọn hát hay múa cứ nghĩ hoài nghĩ mãi thấy đau đầu quá nó lôi sách ra đọc chẳng nghĩ gì nữa. Khoảng 10 giờ đang đọc sách nghe thấy tiếng piano nó liền xuống nhà thì thấy anh đang trong phòng đánh đàn. Thấy nó anh quay lại lườm vì cái vụ bữa cơm. Cọc cằn anh hỏi nó. Sao cô vào đây làm gì? Thấy tiếng đàn thì vào thôi nó đi quanh quanh phòng rồi dừng lại ở chỗ cây đàn guitar cầm cây đàn lên ngồi xuống nó đánh một bài rất buồn chương 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Ngồi xuống ghế nó đánh một bài rất buồn. Khải thấy nó biết đánh đàn anh cũng rất bất ngờ vì từ trước tới giờ anh chỉ thấy nó động tay động chân. Anh mỉa nó, cô cũng biết đánh đàn cơ đấy. Hồi trước bố tôi có dạy tôi đánh. Gạch dưới nói đến đây nó dừng lại lấy tay quệt giọt nước mắt đang lăn trên má khải thấy nó khóc vội chạy ra chỗ nó anh luống cuống vì lần đầu có người con gái khóc trước mặt anh gần như vậy nó ngồi trên ghế anh thì quỳ dưới sàn hỏi nó cô cô sao vậy tôi nhớ bố tôi gạch dưới vừa khóc nó vừa kể lại chuyện của nó và ba ngày ấy ngày nó ba tuổi một ngày đẹp trời ánh nắng tràn hòa những chú chim hót líu lo tại một ngôi nhà nhỏ có những tiếng cười giòn tan của một gia đình bốn người Bố nó đang cầm cây đàn hát nó một đứa bé ba tuổi chạy lại ôm bố. Bà à, Nhi muốn học đàn bố nó nở nụ cười âu yếm ông bố nó lên đùi ngồi. Cầm bàn tay nhỏ nhắn của nó ông cho nó đặt vào từng dây đàn. Mẹ thì bế em cả nhà rất hạnh phúc. Vào một ngày nó cùng mẹ và em trai đi đưa cơm trưa cho bố nó. Nó gọi bố từ bên đường nghe thấy tiếng nó ông quay lại dù mẹ mỏi nhưng ông vẫn tươi cười âu yếm nhìn nó ông băng qua đường nhưng nào ngờ một chiếc xe ô tô mất lái đã đâm thẳng vào ông mẹ và nó hốt hoảng chạy lại máu loang lổ chỗ ông nhưng ông vẫn cười đưa bàn tay yếu ớt sờ má nó nó sợ quá khóc thét lên xe cấp cứu đến đưa bố nó đến bệnh viện các bác sĩ đã đứng đợi ở trước cổng chiếc giường lăn bánh tạo ra ma sát với mặt đất thật khó nghe phòng phẫu thuật lên đèn màu xanh từ lúc bố nó vào phòng phẫu thuật mẹ nó bế em mà không ngồi yên được. Đèn chuyển sang màu đỏ, bác sĩ ra ngoài mẹ nó vội chạy ra hỏi tình hình. Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức xin chia buồn cùng gia đình. Gạch dưới mẹ nó ngất đi đến lúc an táng bà còn định đi theo bố nó nhưng vì hai đứa con thơ bà mới vực dậy. Ngày còn bé nó thương mẹ nó lắm kể từ lớp 8 nó đã đi làm thêm để phụ giúp mẹ những lúc rảnh thì nó học và đánh đàn hiện tại nó đưa tay quệt giọt nước mắt đang lăn trên má khải nhìn nó mà cảm thấy có gì nó nhói trong lòng đang suy nghĩ thì anh thấy nó tựa vào vai anh im lặng anh lay lay mà nó không trả lời thử sơ chán nó thì nóng ran anh vội bế nó vào phòng rồi lấy khăn ướt đặt lên chán nó ngồi xem tình hình của nó một lúc thì khải nhìn xung quanh thấy một cái ảnh chụp bốn người rất vui vẻ đó là ảnh chụp gia đình nó nhìn thấy một người đàn ông ngoài cùng đang bế nó hẳn đây là bố cô ấy rồi bác ấy nhìn thật hiền từ và giống cô ấy nữa anh nghĩ thầm nó ngủ mê tay chân khua loạn xạ rồi nắm chặt tay anh anh ngồi ở dưới để nó cầm tay nhìn nó mà anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết sáng hôm sau nó mệt mỏi tỉnh dậy thấy anh đang nằm gục ở giường ngủ lại thấy có khăn ướt trên trán nó cũng hiểu tối qua xảy ra chuyện gì nó thở một hơi dài rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho anh vào VSCN rồi xuống là bữa sáng cho anh. Nó lụi cụi trong bếp lúc quay ra thì giật bắn người Khải đã đứng ở đằng sau nó từ lúc nào. Anh định hại chết tôi à, ăn với chả nói gạch dưới anh ngồi xuống bàn ăn liếc xéo nó. Cảm ơn anh việc tối qua gạch dưới nó đặt đĩa thức ăn xuống bàn mặt đỏ lên chút không có gì gạch dưới chả nói gì nữa nó đợi anh ăn xong dọn dẹp rồi đi học trừ hai ngày sau hôm nay là ngày nó thi SSDD. Buổi sáng hôm đấy là duyệt các tiết mục thi. Phần thi tà năng của nó là múa, bèo giạt mây trôi, trước lúc duyệt nó và mọi người đi ra ngoài một lúc. Trong phòng duyệt chỉ có đám Hồ Kỳ Hân. Một cô gái trong đám nói. Chị Hân, gờ tính sao với con nhỏ này? được rồi tao sẽ có cách xử nó gạch dưới à ta cười nhếch rồi sai một người trong đám đấy đi lấy ít nước lau nhà đổ ra làm xong thì cũng là lúc mọi người vào duyệt nhạc lên nó bắt đầu múa một bước hai bước sao a à, sao nó ngã xuống và kêu lên thấy nó ngã mọi người chạy lại đỡ nó dạ nó bị trẹo chân rồi nên không thể múa được mọi người để lo lắng cho phần thi của nó nó xoa xoa chân rồi nhìn mọi người nở một nụ cười rồi nói: "Không sao đâu, mình có thể chọn thí cái khác." Bảo Thi à cậu kiếm hộ mình một cây đàn guitar nha cả nhóm đấy thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng nó sẽ không thi nữa. Lúc này Bảo Thi ra chỗ nó bị ngã thì thấy có dầu ở đấy lập tức ánh mắt cô đổ dồn về phía đám Hồ Kỳ Hân đang cười mãn nguyện. Cô ta đi đến chỗ nó đang ngồi, cô thua là chắc chắn gạch dưới nói rồi cô ta bỏ đi 3 giờ chiều là khai mạc cuộc thi. Buổi thi được tổ chức trong hội trường to khủng bố. Phần thi thứ nhất là phần thi trang phúc lần lượt từng người ra thi. Trang phục của các thí sinh rất lộng lẫy. Đến Hồ Kỳ Hân thì cô ta mặc một bộ quần áo nói chung là không hợp với cuộc thi, chỗ cần che thì không che, chỗ không cân che thì lại che ai nhìn cũng thấy ớn đến lượt nó nó bước đi khập khiễng vì chỗ chân đau nhưng vừa ra đến sân khấu thì tất cả mọi người đều ồ lên một cô gái bước ra thướt tha với tà áo dài màu hồng khải ngồi ở hàng ghế giám khảo vì là hội trưởng hội học sinh thì chả để ý gì đến xung quanh nữa anh chỉ ngồi nhìn nó mắt chớp rồi lại chớp tim thì lỡ cả chục nhịp ở hàng ghế khán giả gia phong cũng xem mà cười nhếch nói cũng được đấy nhưng cô sẽ phải trả giá vì việc cô làm với tôi